Chào bác quay trở lại kênh YouTube của Audio. Ngày hôm nay thì trở lại kênh của em, xin phép được giới thiệu cho các bác một combo sản phẩm với ghép mà em rất là tâm đắc muốn giới thiệu cho các bác. Đó là một hệ thống gồm hai loa, đó là Dlm CX1 đã vô cùng nổi tiếng trên giới chơi audio những dàn mini rồi. CX1 và CX3 là hai cặp loa rất là nổi tiếng bởi vì là thuộc dòng high end. CX1 thì là dòng trước của CX3, sau CX1 thì có CX3 là đỉnh nhất, thuộc dạng mà rất nhiều một cái vị khách mà yêu thích những dàn mini thì muốn tìm kiếm và sở hữu nó. Bookshelf, rất là loa bookshelf. Tiếp đến là một cái chiếc âm ly đa năng cực kỳ là nhiều công nghệ, âm ly và kiêm đầu giải mã luôn, nó có thể làm bre giải mã luôn được cho các bác từ TV xuống. Đó là chiếc âm ly Mazang CR611, là một trong những bản những chiếc âm ly mà bên shop bán chạy nhất bởi vì nó quá nhiều công nghệ hay và quá nhiều tính năng tiện lợi mà các bác chỉ cần đầu tư một lần thôi đã không cần phải mất thêm nhiều chi phí để chơi, để mua hay ghép thêm bất kể cái gì nữa. Thì ở Mazang CR611 thì em sẽ quay gần cho các bác để các bác giới thiệu cho những bác mà chưa biết đến Mazang CR611 thì cũng thể quan sát được luôn, sau đó thì em sẽ quay test sau. Đây, các bác có thể nhìn thấy Mazang CR611 thì sở hữu cho mình một cái đây, chờ một chút. Sở hữu một chiếc âm ly nhỏ gọn, có sử dụng hai bên hông thì được ốp những tấm nhựa, mặt trước là ốp bằng nhôm nguyên khối. Ở hai bên thì sở hữu hai cái đèn led màu xanh như thế này. Đặc biệt là cái đèn này các bác cũng có thể thay đổi màu sắc được, lựa chọn những màu sắc là như thế nào tùy các bác nhá, rất là dễ thôi. Đấy, đây em và Alem này. Đấy, các bác muốn chọn màu thì các bác có thể chỉnh sửa tùy các bác thôi, cái lựa chọn màu là do các bác. Ngoài ra thì các bác có thể ở mặt trước có một đường USB, con này có tới hai đường USB các nhá, mặt trước và mặt sau đều hai đường USB, và hai đường USB đều giải mã nhạc DSD các bác nhá, rất là hay. Đấy, giải mã nhạc DSD luôn và không cần phải lo về cái việc là nó có thể nhận cả ổ cứng các nhá. Đấy là mặt trước. Con này thì nó có sử dụng cả app và Bluetooth các bạn. App này, nó có app của Mazang và có Bluetooth luôn, có AirPlay, tức là rất là nhiều tính năng tiện lợi. Ở giữa thì có một cái nút bấm khá là bật tắt nguồn, một khay ra đĩa. Đấy, các bác phải chừa CD nữa. Bên này nút volume này, nút next bài, rất tiện. Các bác có thể tùy chỉnh cho mình theo ý của mình. Tiếp đến là chúng ta có ở mặt sau ấy, thì em sẽ quay mặt sau cho các bác luôn. Mặt sau thì có rất nhiều tính năng như là line in này. Bây giờ em sụp qua một chút cho các bác để quan sát. Các bác có thể quan sát này. Receiver Bluetooth này, Phone này, CD này, FM này, IM này, Optical 1, Optical 2 này, Analog in này. Đấy. Nói chung là rất là nhiều cái tính năng hay ho mà các bác có thể sở hữu. Đó. Bây giờ em sẽ quay tiếp mặt sau cho các bác để các bác quan sát nhé. Đây, một chiếc âm ly cực kỳ đa năng và tiện lợi. Em đã về hai chiếc và em bán một chiếc rồi, còn một chiếc nữa. Sản phẩm này thì bán khá là nhiều rồi, cực kỳ dễ bán trên thị trường bởi vì nó rất là tiện lợi và rất là yêu thích. Chiếc âm rất là hay, sạch. Đây, mặt sau thì các bác có thể nhìn thấy rằng nó có thể chơi được cùng một lúc là hai cặp loa. Mỗi một cặp vế loa như vậy là cho cái công suất là 60W các bác, 60W một vế loa AB và đều được mạ vàng bắp chuối tiêu chuẩn. Các bác có thể sử dụng luôn hai cặp loa hay một cặp loa cũng được, tùy các bác lựa chọn thôi. Ở đây thì sử dụng nguồn điện là nguồn 100V. Đấy. Và ở đây có một đường là đường swap out này, các bác có thể nối thêm loa sub. Các bác nhìn đây, đường swap out để các bác có nối thêm loa sub nếu mà mình cảm thấy rằng cái tín hiệu của mình nó chưa được âm thanh chưa được dày lắm thì mình nối thêm loa sub. Có một đường là đường digital in để nối được TV từ TV xuống, có hai đường này, hai đường optical để nối smart TV xuống hoặc là nối một thiết bị khác sang. Một đường là đường line in và đường line out. Đây, line out đây để các bác là đầu giải mã, tức là sử dụng tín hiệu từ TV xong đến tín hiệu ra đường line out để sang một thiết bị khác này đầu giải mã. Và ở đây này cũng đường line in analog in đây. Đấy, có một đường network để các bác có thể kết nối dây mạng. Con này có cả wifi các bác nhé, có cả wifi để các bác kết nối wifi luôn, hoặc là network để cắm dây mạng, và cũng thêm một đường USB nữa. Đó, anten AM FM rất tiện, rất nhiều tính năng hay ho nhé. Anten AM FM này, hai cặp loa này, đó, rất nhiều tính năng hay ho trên chiếc này. Ở đây thì các bác có thêm một cặp loa là cặp loa Dlm CX1.
cổng loa này còn khá là đẹp, em đánh giá khoảng tầm 95-96%. Đó thì có logo cái một cái tem màu vàng ở đây, logo màu vàng này, có chữ để nâng để CX1 và cái này thì nó có số seri trùng nhau bác nhá, seri trùng nhau. Có hai, đây là cặp loa hai đường tiếng có đường chỉnh đường bát chép riêng, tuy nhiên là ở đây chúng ta sử dụng là đường stereo, do đó chúng ta sẽ nối vào nhau. Em sử dụng một đường tiếng thôi, do em nối hai đường bát chép lại với nhau. Đấy, hai đường tiếng. Cặp loa CX1 gỗ thì không biết là gỗ gì nhưng mà rất nặng bác nhá. Rất nặng, cực kỳ nặng, đầm mỗi một loa nặng đâu đó khoảng tầm 6 kg. Đấy. Cho chiếc đầm rất là chi tiết. Thực sự là để mà nói một combo nghe nhạc và giải mini thì đây là một cái sự phối ghép cực kỳ là tuyệt vời cho các bác lựa chọn. Chúng ta có thể vừa chơi được CD này, vừa chơi được hai đường USB, USB đọc tới đường flash này, vừa chơi được optical từ TV này, Bluetooth, AirPlay, app rồi vô vàn nhiều thứ, rồi line in, sub out, giải mã, có quá là nhiều tính năng hay trên một chiếc âm ly như thế. Và cái loa thì có mức giá là 8,5 triệu nhé, âm ly là 11 triệu. Cho bác nào quan tâm đấy thì đây cũng là một cái sự lựa chọn tốt cho các bác khi các bác muốn mua hàng đấy. Thì bây giờ em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc đến từ test các bác. Ok, mời các bác lắng nghe cái combo Mahjong CR611 và đến âm CX1 các bác nhé. Trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngon
tìm trôi vơi theo thời gian có nhịp vang anh giờ thầm chết trong em. Có những chiều em nhớ anh, nhớ anh thật nhiều, mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tan trong quán khuya, em vẫn đợi chờ tìm đâu tình yêu ngày đó giờ đã cách xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng.